Harry Won trốn trứng thành cổ vũ trai lạ đua xe đạp. Mặc lịch trình dày đặc, Harry Won vẫn có mặt tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên để cổ vũ cho đoàn đua. Diện trang phục lấp lánh, Harry Won hào hứng hòa cùng người dân địa phương xuống đường để cổ vũ cho các tay đua. Vừa qua cúp xe đạp truyền hình lần thứ 30, non sông liền một giải, đã từ Lạng Sơn đổ về Phú Yên, Nha Trang trong chặng đua thứ 17. Tại đây, đại sứ cúp xe đạp Hoa hậu Hoàng Vũ 2017 Hanie đã cùng Minh Hằng góp mặt để trao giải cho những tay đua đạt thành tích cao nhất. Bên cạnh đó, cả hai còn xuống đường để tiếp nước cho các coureur giữa nắng gió khắc nghiệt tại miền Trung. Trong khi đó, Harry Won cũng bất chấp lịch trình dày đặc, trốn trứng thành để một mình đến cổ vũ đoàn đua. Có mặt từ rất sớm là nữ ca sĩ diễn viên Harry Won. Mặc lịch trình dày đặc, Harry Won vẫn có mặt tại thành phố Tuy Hòa. Giữa trưa oi ả, nữ ca sĩ vẫn nhiệt tình hò hét, tay bắt mặt mừng cùng các tay đua và khán giả để thổi thêm sức sống, tôn vinh tinh thần thể thao. Đứng cùng tay đua đạt thành tích cao nhất, Harry Won tâm sự, cả đời em chỉ mong trưởng thành có được body như thế này thôi. Cô cũng hấm hỉnh chia sẻ, vì quá mê cúp xe đạp mà đã trốn chồng để đến tận Phú Yên cổ vũ đoàn đua. Hòa Minzy lần đầu khoe cùng bạn trai thiếu gia đi du lịch Thái Lan quẩy cực sung tại lễ hội té nước. Đây là lần đầu tiên kể từ khi công khai mối quan hệ tới công chúng. Giọng ca sinh năm 1995 chia sẻ khung hình có cả cô lẫn bạn trai thiếu gia. Vừa qua trên trang cá nhân, Hòa Minzy gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh về chuyến đi Thái Lan nhân dịp lễ hội té nước sông Ran 2018. Đặc biệt, bên cạnh những bức hình quẩy cực sung cùng nhóm bạn, công chúa Hoa Dâm Bụt cũng đăng tải clip có mặt bạn trai Minh Hải. Cụ thể, cô tác tên người yêu trong bài viết kèm dòng chú thích: "Để tôi chỉ cho bạn khi đi chơi sông Ran, bạn muốn đứng đó như một nàng công chúa muôn đời không ước mà người đồng hành không thể bảo vệ bạn, chỉ có cách nấp tỉa trộm." Đây là lần đầu tiên kể từ khi công khai mối quan hệ tới công chúng, giọng ca sinh năm 1995 chia sẻ khung hình có cả cô lẫn bạn trai thiếu gia. Ngay sau khi đăng tải, clip lập tức rần rần mạng xã hội và khiến fan cười ngất vì độ lầy lội có ai sánh bằng của Hòa Minzy. Hòa Minzy và bạn trai công khai mối quan hệ từ giữa tháng 3 vừa qua. Người yêu mới của giọng ca Ăn Gì Đây tên Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1988, là con trai trong một gia đình giàu có ở Long An. Nguyễn Minh Hải hiện giữ chức giám đốc công ty phân bón lớn nhất nhì miền Tây thuộc hệ thống kinh doanh gia đình. Bố mẹ anh là người gốc Bắc, đi lên từ hai bàn tay trắng. Chân dung bạn trai thiếu gia của Hòa Minzy. Hòa Minzy lần đầu đăng ảnh bạn trai trên Instagram Story hồi tháng 3. Sau ồn ào tình cảm, Trường Giang sánh đôi cùng Hoa hậu Hương Giang. Nam danh hài còn muốn đi chỉnh sửa nhan sắc để sánh đôi cùng tân Hoa hậu. Những ngày qua, cư dân mạng xôn xao với loạt ảnh Trường Giang Hương Giang thân thiết đi ăn tối cùng nhau, và thậm chí nam danh hài còn đưa người đẹp ra tận xe. Chưa kịp hạ nhiệt, chương trình Khi Đàn Ông Mang Bầu vừa tiếp tục hé lộ người sẽ sánh đôi cùng tân Hoa hậu chuyển giới quốc tế mang bầu là Trường Giang, thu hút rất nhiều sự chú ý. Khi Đàn Ông Mang Bầu cũng là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên 10 khó gật đầu tham gia với vai trò người chơi. Và với sự nhanh nhạy, độ hài hước, khán giả truyền hình hoàn toàn có thể trông đợi vào những tình huống hài hước, khó đỡ của cặp đôi Song Giang. Tham gia chương trình, Trường Giang hài hước chia sẻ, khi được biết tham gia với Hoa hậu, mình đi chỉnh sửa nhan sắc sao cho phù hợp, bác sĩ cũng nói rằng thôi đừng cố quá bởi vì sẽ không được đâu. Nói chung hai anh em cũng có sự tương đồng về suy nghĩ, hy vọng tạo ra những tình huống, những điều mới mẻ để khán giả thấy đây là một chương trình hấp dẫn và nhân văn. Cặp đôi còn quyết định đặt tên cho nhóm là Gia Đình Phép Thuật và hài hước đặt tên cho con của mình sau này là Phù Thủy và Phù Tiên. Trước đó, khi Hương Giang xác nhận tham gia chương trình, nhiều khán giả cũng tò mò nam nghệ sĩ nào sẽ sánh đôi cùng tân Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Để đối đầu với hai cặp đôi còn lại là Trấn Thành Harry Won và Kỳ Duyên Hứa Vị Văn. Chính vì vậy, khi thông tin Trường Giang góp mặt trong chương trình khiến khán giả rất phấn khích. Bản thân Hương Giang chia sẻ, mang thai là một cảm giác kỳ diệu, nhưng không phải người phụ nữ nào cũng may mắn được trải qua. Với Giang điều đó lại càng khó khăn, Giang muốn thử trải qua cảm giác thiêng liêng nhất của người phụ nữ này một lần trong đời. Còn về việc sẵn sàng cho việc mang bầu thật, với Giang mọi thứ còn quá xa lạ. Giang chưa sẵn sàng, nhưng Giang sẽ cố gắng chuẩn bị những gì tốt nhất có thể cho đứa con của mình.
hậu scandal, Trường Giang gượng cười khi được tổ chức sinh nhật, lúc sau lủi thủi ra ngồi một mình. Người hâm mộ đến tận nơi để chúc mừng sinh nhật, nhưng biểu cảm của Trường Giang khiến ai cũng bất ngờ. Từ lúc chuyện tình ồn ào của Trường Giang và nam em xảy ra, mỗi lần xuất hiện, Trường Giang thường xuyên thể hiện cảm xúc buồn chán. Mới đây, các fan còn đến tận quán ăn để chúc mừng sinh nhật Trường Giang, nhưng đáp lại tấm chân tình đến từ mọi người, nam danh hài chỉ gượng cười. Được biết, sinh nhật của Trường Giang vào ngày 20 tháng 4, nếu như năm ngoái, nam danh hài đón tuổi mới bên bạn gái ở Phú Quốc, thì năm nay anh đón sinh nhật sớm hơn tại nhà hàng của nam danh hài. Đón tuổi mới của mình, nhưng cũng không làm cho Trường Giang vui hơn chút nào. Có lẽ những ồn ào xảy ra vừa qua đã ảnh hưởng đến anh khá nhiều. Trong ảnh, nam danh hài ngồi trong góc lủi thủi một mình trong buổi tiệc sinh nhật do nhân viên và fan tổ chức. Từ khi gặp scandal với chuyện tình ái nam em, Trường Giang luôn gặp lời ra tiếng vào, anh và Nhã Phương cũng không xuất hiện tại sự kiện như những lúc trước. Được fan hâm mộ đến tận nơi chúc mừng sinh nhật, nhưng biểu cảm Trường Giang khá gượng ép, thỉnh thoảng anh mới nở nụ cười. Có thể thấy dù nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ, nhưng nam danh hài cũng không thể vui nổi. Còn về Nhã Phương, tối 15 tháng 4 cô xuất hiện lẻ loi trên thảm đỏ tại sự kiện Cánh Diều Vàng. Tại sự kiện, nữ diễn viên xúc động khi được nhận giải, nữ diễn viên xuất sắc nhất. Nhã Phương còn ngồi cạnh Nhan Phúc Vinh bật khóc khi biết tin được giải. Nhã Phương cho rằng cuộc đời không cho ai tất cả khi được hỏi về lùm xùm với Trường Giang và nam em. Trong đêm trao giải, Nhan Phúc Vinh còn cởi áo khoác cho Nhã Phương mặc. Sau khi lễ trao giải kết thúc, cả hai thay trang phục, sau đó cùng di chuyển tới một nhà hàng trên đường Phan Chu Trinh và ăn uống đến gần 2 giờ sáng mới về. Những khoảnh khắc lan tỏa hạnh phúc của gia đình Trấn Thành và Harry Won. Nếu bạn là fan cứng yêu thích của cả hai, thì nhất định không thể bỏ qua loạt hình ảnh ngọt ngào này. Trấn Thành Harry Won được mệnh danh là cặp đôi vàng của showbiz Việt, không chỉ bởi nhan sắc tài năng mà còn vì tình yêu đẹp mà cả hai dành cho nhau. Dù đứng trước búa rìu dư luận hay điều tiếng không hay đến thế nào, chưa bao giờ họ buông tay hoặc để đối phương phải trải qua một mình. Bên cạnh đó, sự hậu thuẫn về tinh thần của gia đình hai bên cũng là nguồn động lực rất lớn để cặp trai tài gái sắc này có thêm sức mạnh vượt qua giông bão. Không ít lần, những khoảnh khắc ngọt ngào được đăng tải đã khiến khán giả đổ rầm rầm vì ngưỡng mộ. Đều là những ngôi sao lớn sở hữu lượng fan đông đảo, nhưng khi công khai mối quan hệ, cả hai đã phải trải qua rất nhiều sóng gió. Tuy nhiên, lúc nào Trấn Thành cũng đứng ra bảo vệ người yêu của mình. Nam danh hài từng bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc đến Harry, anh bộc bạch: "Người phụ nữ đó vì yêu tôi mà phải chịu biết bao đòn roi của dư luận, tôi thấy rất oan ức cho một cô gái sống tốt như vậy." Trong khoảnh khắc tuyên thệ và trao nhẫn cưới thiêng liêng, khi được Harry hỏi có thể nuôi cô suốt đời hay không, nam MC điển trai đã quả quyết trả lời được. Sau khi về chung một nhà, anh thậm chí còn làm tốt hơn lời hứa khi luôn chăm sóc vợ chu đáo và tỉ mỉ. Ân cần chỉnh váy giúp Harry, Trấn Thành thổ lộ anh muốn cô xuất hiện hoàn hảo nhất khi có thể. Tranh thủ vén tóc sửa sang một chút trước giờ lên sóng. Tặng quà cũng phải kiểu cách và thể hiện tâm tư một chút thì vợ yêu mới ấn tượng, xin nhỉ. Chỉ cần đọc dòng chữ ông xã sẽ luôn ở bên cạnh em, hẳn Harry chưa cần ăn bánh kem này cũng sẽ cảm thấy ngọt ngào. Giọng hát Anh Cứ Đi Đi tỏ ra là một nàng dâu ngoan ngoãn và tình cảm. Khi tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mẹ chồng, cô đã giấu cả nhà để tự tay làm tất cả mọi thứ, khiến ai nấy đều vô cùng xúc động. Được biết mẹ của Trấn Thành rất yêu quý Harry, trong buổi ký tặng quyển sách đầu tay của con dâu, bà đã đích thân mang hoa đến tặng và chia sẻ rằng mình luôn tự hào về cô. Dù rất bận rộn với công việc, nhưng Trấn Thành vẫn tạm gác mọi thứ để đưa bà xã về Hàn Quốc thăm đại gia đình. Nam danh hài khoe khoảnh khắc được mẹ Harry tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng. Bà vợ đi làm từ sớm, sáng tôi ngủ dậy. Cốc cốc con rể ăn cơm đi, chuẩn cơm mẹ vợ nấu. Tình cảm giữa nữ ca sĩ sinh năm 1985 và hai cô em chồng rất tốt. Cả ba đã thân thiết với nhau từ trước khi cô về làm dâu. Tuy tấm ảnh được đăng tải với mục đích dìm hàng, nhưng không thể phủ nhận khoảnh khắc này cũng rất đáng yêu. Nếu có một cuộc bình chọn những cặp vợ chồng chăm diện đồ đôi nhất showbiz, chắc chẳng ai qua mặt được Trấn Thành và Harry Won. Bỏ mặc tất cả đồn đoán và nghi ngờ, gia đình nhỏ này từng bước dùng tình yêu chân thật để chứng minh cho cả thế giới biết
rằng họ thực sự thuộc về nhau. Quế Vân có tình mới sau 2 năm bị Trường Giang phụ bạc. Sau khi lên tiếng và trần quá khứ của Trường Giang, Quế Vân ngầm thông báo đã có bạn trai mới khiến nhiều người bất ngờ. Khuya ngày 15 tháng 4, Quế Vân bất ngờ đăng tải bức ảnh hai bàn tay đang xếp thành hình trái tim khiến nhiều người chú ý. Đi kèm bài chia sẻ này, người đẹp tâm sự về duyên phận và ngầm ý thông báo đã có bạn trai. Thì ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc họ gặp nhau, giống như họ đã nói, không sớm một bước cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn sẽ gặp người thuộc về bạn và anh tình yêu của em, Quế Vân viết. Dưới bài chia sẻ của Quế Vân, nhiều cư dân mạng liên tục đặt dấu chấm hỏi về danh tính người đàn ông bí mật, nhưng tình cũ Trường Giang nhất quyết không chịu hé lộ. Trả lời một bình luận của bạn bè, nữ ca sĩ khẳng định sẽ giấu bạn trai thật kỹ vì sợ lộ ra làm mất. Động thái này của Quế Vân khiến khán giả vô cùng bất ngờ, bởi cách đây không lâu, người đẹp này còn lên tiếng tố Trường Giang phũ phàng với mình. Thậm chí trong clip livestream trên một trang báo điện tử, Quế Vân còn ẩn ý khẳng định đã đi quá giới hạn với Mười Khó nhiều lần. Sau 2 năm bị Trường Giang phụ bạc, Quế Vân đã tìm được tình mới. Dù đã 2 lần sinh nở, nhưng Quế Vân vẫn sở hữu vóc dáng vạn người mê.